clothes smelling like trees. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Lính thuê. Yeah. Rất là vui bởi vì hôm nay mình gặp được một bạn có skin của tư minh của lính thuê. Và mình sẽ chơi nhân vật hoài cổ trong trang phục của nữ điều phối nha. Hai bạn này mà nếu mà gặp cùng với nhau sẽ có một hiệu ứng màu xanh và màu hồng cực kỳ đẹp luôn. Và hồi nãy thì lính thuê có nói là bạn ấy muốn xem cái hiệu ứng khi mà chúng ta gặp nhau. Thì ok thôi, là yeah thôi. Thời gian gấp rút quá nên đành chỉ nói yeah cho nó nhanh. Ui, né ra. Cũng đã là lâu rồi, ước mơ khát khao được nhìn thấy nhau. Đây. Nhìn vui dễ sợ luôn. đẹp quá các bạn ơi. Nhẽ ra là mình không chơi nhân vật nữ điều phối mà mình chơi người khác, nhưng mà tại vì gặp ngay Tư Minh thì tranh thủ chộp lấy cơ hội này. Tại vì cái bộ skin này mình thấy rất là ít bạn có ấy, mặc dù là bán cũng khá là lâu rồi, bán từ năm ngoái cơ. Cái thời mà bộ skin này hình như là bán ra là mình đoán là vẫn còn ít người Việt chơi, vẫn còn ít. Tầm liệm, à bon đang đuổi tầm liệm. Vẫn có thời gian để đặt cái quan tài. Sáng nay thì mình cũng vừa mới đi lao động ở nhà tù Phú Lợi về, mình thấy là nó khá là khủng luôn. Nhiều tượng rồi, nhiều mô hình, cây cối cũng mát. Mình cứ tưởng ra đó là cũng phải ghê gớm, nắng nôi lắm. Tại bình thường là mấy cái khu nhà tù, nhà giam á, là ít cây lắm mọi người ơi. Chỉ khi nào ở trong khuôn viên có cán bộ đồ á, thì dĩ nhiên là nó sẽ có một cây, nhà cửa được mát. Còn xung quanh dĩ nhiên là nắng rồi. Cây nhiều thì tù nó cũng sẽ dễ để nó trốn. Ý, đẹp quá. Mình cứ tưởng là dọn rác cũng khá là nhiều, nhưng mà cuối cùng là dọn sơ rồi ngồi chơi đến giờ rồi về thôi. Điểm danh khá là gắt nha. Mỹ nhân đang choáng ngợp trước sự xinh đẹp của hai đứa. Wow, sửa máy cực kỳ xịn luôn. Thôi để mình đi vòng qua đây. Điểm danh khá là gắt nha. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ là để cho lớp trưởng điểm danh dùng, sau đó là mình tranh thủ mình về. Tại một tuần thì cũng về được có 3 ngày thôi. Kỳ đầu mới kỳ 1, kỳ 2 thì thời gian học cũng khá là ít, cho nên là thoải mái mà chơi bời. Rồi tranh thủ về nhà chứ sang năm 3, năm 4 là bài tập với các môn nó sẽ dồn rất là nhiều. Sau này mình còn phải học những cái bằng chứng chỉ IELTS nữa. Mệt. Mà nghe đâu là 5 chấm mới được ra trường á. Cần phải đầu tư rất là nhiều, nhưng tạm thời giai đoạn này mình khá là lười. Để mình bắn luôn. Cho bạn mỹ nhân có thời gian chạy. Cứ thế thôi, rồi mọi chuyện nó cũng sẽ qua thôi. Đến bao giờ mới được ra trường này. Bạn mình học năm cấp 3 giờ tụi nó cũng ra trường hết rồi. Đi đứa toàn là học Hu Tích với lại Nguyễn Tất Thành thôi. Đứa thì cũng có chồng có con hết rồi. Còn mình thì vẫn đang học đại học năm nhất. Sương sương là mình được 3 đứa mời đám cưới rồi đấy. Nhưng mà cũng bận học không có đi được, chỉ gửi thiệp. Mà cũng không hiểu sao lấy vợ sớm nhở, không hiểu luôn á, mấy thằng con trai. Như mình thì cứ chơi bời cho nó sướng đi rồi chơi sau. Tại vì cưới vợ xong giống như là chim bị nhốt trong lồng, không có tự do thoải mái được. Thời xưa thì nếu mà con gái mà không lấy chồng thì sẽ bị nói là đồn là ế, rồi là cái gì nhỉ, ế này, xong rồi là kiểu như là không có duyên này kia, bị ruồng bỏ. Nhưng mà bây giờ mọi thứ nó khác rồi, xã hội hiện đại rồi, giờ con gái phụ nữ đồ họ cũng ít lấy chồng.
họ chơi bời cho sướng, thì khi nào chín chắn rồi họ lúc đó họ mới lấy. Rồi mình còn nhánh 6 để mình cứu. Lính thuê sắp nổ máy rồi. Đánh đi. Ô, đánh mỹ nhân rồi. Không sao. Pew pew. Ô, nó dí mình. Sao không dí mỹ nhân đi má. Vèo. Sao nó không dí mỹ nhân. Ôi chết rồi. Cái tàu. Đến nơi rồi mà không thoát được. Tha đi. Không tha rồi. Không sao, dù gì ba bạn kia thoát cũng được. Lính thuê bỏ mình đi xa mãi xa. Các bạn đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ làm thêm một clip khác cho bạn cùng xem. Và dĩ nhiên là không gặp lại bạn lính thuê này rồi. Đây là chơi random, không có gặp, không có rủ nhau chơi được. Rồi, dĩ nhiên là trận này mình không gặp lại bạn lính thuê rồi. Nãy là random thì gặp nhau ngẫu nhiên thôi. Và đôi khi thì có một số người họ kiểu họ hợp với mình ấy, thì họ sẽ rủ mình chơi tiếp. Nhưng mà trường hợp đó khá là hiếm. Chúng ta tiếp tục thì chơi trong bộ trang phục Dead in the Snow. Mình sợ máy. Điều phối này có một cái nội tại đồng đội lên ghế sẽ bị giảm tốc độ giải mã, cho nên là yêu cầu là nếu mà gần mình thì bắt buộc là mình phải đi cứu nha. Còn không thì thôi, để đồng đội đi cứu cũng được. Bị giảm khá nhiều cái phần trăm giải mã luôn. Rồi chiều thứ hai là má ơi, thi tiếng Trung thi năm học năm bài mà giờ mới học được có thi năm bài mà giờ học được có mấy mới được hai bài. Còn một ngày rưỡi nữa không biết là có học kịp hay không luôn. Mà thật sự là học tiếng Trung Quốc, nhiều bạn nào mà đam mê thì mọi thứ thì nó cũng sẽ rất là dễ. Bởi vì đam mê thì mình tự trải qua, mình tự biết, mình phấn đấu thôi. Còn những bạn nào mà kiểu như thuộc thì sẽ rất là khó. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu sao. Ủa, cái thằng tù nhân ấy, nó nối máy xong nó không sửa là sao ta? Nó không truyền máy cho mình luôn á. Nè đó, các bạn thấy cái nội tại cái mặt quay lại có hình chấm than màu đỏ ở trên góc tay trái màn hình không? Cái nội tại khi có người lên ghế đó. Nãy giờ sửa được đúng một máy của mình. Giời, ông tính tê rốt sốc mình. Giời. Mày bỏ ra nhanh, để mình bắn luôn nha. Bắn luôn cho thương sư chạy. Câu kéo cho thời gian thương sư chạy trốn. Ok, chị thương cho mình với. Ngon rồi. Tiếng Trung các bạn biết sao, vừa học nét này, học nghĩa này, xong rồi còn học cả phiên âm nữa. Bởi vì nếu mà các bạn không học cái phiên âm là bạn không đọc được. Đó, rất là cực luôn. Mà dấu thì dấu tùm lum dấu hết. Dấu huyền, dấu sắc, xong rồi dấu dấu móc, móc ô mà bị ngược này. Xong dấu ngang. Mệt. Rồi hương sư. Hương sư ngọn củ tỏi rồi. Biết mai mốt kiểm thứ hai kiểm tra giữa kỳ, còn tuần sau nữa là thi học kỳ môn tiếng Trung. Bổn cung thấy thật là đau đầu.
hai máy thôi, cố lên. Mình để ý là cái bạn tù nhân này không biết nối máy luôn á. Truyền máy đi đâu á, sao không hiểu luôn. Có vẻ bạn này không biết chơi rồi. Khá là khó chịu về cái vấn đề này. Rồi, hư sư bay chắc rồi. Không cần trị thương luôn à. Chán dễ sợ. Nếu mà bạn đã nối máy cho bọn mình, có vẻ là cái máy sửa nhanh hơn và hương sư có khả năng sẽ thoát được sớm hơn. Đây ông cứ nối máy trên trời dưới đất, chả hiểu. Các bạn nên nhớ là đừng dùng emote khi mà muốn đi qua vòng của chủ tế nhé. Điều này sẽ làm cho các bạn không đi qua được đâu. Xuống. Chủ tế đang giải máy ở bên kia rồi. Nó đi rồi, nó đi rồi. Mình tiếp tục giải mã thôi. Ôi, máy. Sao mà nổ máy đột ngột vậy? À. Thôi xong, ngỏm luôn. Hunter ngay đấy. Thôi để mình quay lại mình cứu bạn. Hy vọng là nó đừng có cam. Đi cứu nói chung là cứu cho vui thôi. Cứu được thì ngon, không cứu được thì cũng bó tay. Rồi nó tới rồi. Chạy thôi bạn ơi. Thôi xong, dính dây đàn rồi. Ôi, cái gì vậy? May là có cái găng tay của lính thuê đấy. Đổ bổ trợ rồi. Dịch chuyển đi, mình cứu chủ tế. Ok, được rồi. Hay quá nhờ. Ôi cái gì, nãy giờ một tù nhân còn đống ở đấy cho nó đánh trời. Cổng thì không mở. Má chán thiệt sự luôn á, thiệt sự. Con ba chủ tế đi đâu vậy? Ra đây chạy nè. Trời ơi, cái cổng mở được một chút xíu xíu. Khiếp, mình nhây nãy giờ luôn mà không mở được cái cổng bên đấy. Úi dồi ôi, thôi. Chán hết muốn nói luôn ấy. Nên cứu không trời, cứu kịp không? Thôi khỏi cứu đi, mệt quá. Chắc hôm qua không kịp thôi, mình đi đây, mệt quá, không thể tả được cái team này luôn. Nè, tình lính này bị giảm 30%, chán, thua nhảm vãi rồi đấy. Mình cứ tưởng là phải hòa hay là thắng rồi. Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây, và chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và đạt được nhiều niềm vui nhá. Bye bye mọi người. Nhưng trận này không vui nổi.